Ở cái bài số 10 tam giác Pascal này thì ta sẽ thực hiện công việc là xây dựng tam giác Pascal theo công thức các bạn đã biết. Sau khi xây dựng xong công thức Pascal, ta thu được cái hàng cuối cùng là hàng thứ n. Đề bài yêu cầu là hãy cho số nguyên dương n, hỏi xem ở trong dòng thứ n của tam giác Pascal này có bao nhiêu số lẻ. Vậy thì mình xong thì ta sẽ phải thực hiện công việc. Việc đầu tiên ta sẽ thực hiện là tìm hàng thứ n của tam giác Pascal. Để tìm được hàng thứ n của tam giác Pascal thì mình vẫn sử dụng hai vòng for bình thường, for y chạy từ 1 cho đến n. Ở cái vòng for j thứ hai thì ta for j chạy từ y cộng 1 down to 2 và ta thực hiện công việc. Ta gắn az thì bằng thằng az cộng với thằng az trừ 1. Sau đó ta đã thu được hàng thứ n. Với bài toán này người ta yêu cầu là tìm phần tử đếm số lượng số lẻ. Vậy thì thực hiện ta đếm số lẻ trên mảng A, trên hàng A, hàng n. Đếm số lượng số lẻ thì như Quân đã biết vì mảng này nó có n phần tử đúng không? Thì ta sẽ duyệt trên mảng này và thực hiện công việc. Nếu ai lẻ thì ta tăng thằng z lên, z ban đầu khởi tạo bằng 0. Đấy. Sau đó ta thực hiện công việc cuối cùng đó là đưa z ra. Tuy nhiên đây là bài toán cơ sở thôi, bài toán phát triển của bài toán này, ví dụ như trong tam giác Pascal có bao nhiêu số là số nguyên tố chẳng hạn. Thì nếu bao nhiêu số là số nguyên tố thì chắc hẳn em còn nhớ rằng là bước đầu tiên nó quay về bài toán là cho mảng A có n phần tử. Hãy đếm số lượng số nguyên tố trong mảng A. Vậy thì mình đừng có dại về for y chạy từ 1 đến n, nếu a y là số nguyên tố thì tăng z lên thì không nên đúng không Quân? Vậy thì bước này ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của mảng A, sau đó ta sẽ thực hiện công việc đó là sàng nguyên tố đến thằng a max, sau đó ta for y chạy từ 1 đến n, nếu f của thằng a y bằng 1 thì ta tăng thằng z lên đúng không? Đó là mở rộng của bài toán này, kiểm tra xem số a có thỏa mãn điều kiện gì hay không đấy. Rồi, trên đây đó là bài toán của tam giác. Bài toán này là bài toán ứng dụng của tam giác Pascal. Mấu chốt của bài toán này đó là xây dựng được tam giác Pascal. Rồi, em cài đặt nhanh.